Ở đây người dân Ninh Thuận họ hay nói đùa với quý du khách rằng gió thì như phan, nắng thì như rang, để cho thấy một thời tiết khắc nghiệt như vậy. Nên khi có những cái công trình thủy lợi vua Poklon Virai để lại cho con cháu sau này, thì sau khi ngài mất đi thì vị vua Simha và Manba, sự liệu mình gọi là vua Chế Măng, đã cho xây dựng cái đền tháp này để thờ vị vua Poklon Virai. Ngoài ra ở đằng sau tháp chính thì quý vị sẽ thấy một cái ngôi miếu nhỏ, đó là nơi thờ hoàng hậu vợ của vua Poklon Virai. Chị vậy nghe tiếng nhạc ở dưới đó là gì chị? Dạ tiếng nhạc đó là người ta đang biểu diễn âm nhạc nghệ thuật ở đây thôi ạ. Qua đó mình coi vậy. Rồi ạ, dạ được ạ, xin dạ, mời quý vị ạ. Dạ. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Xin chào chị. Salam. Tụi em đã tới rồi đây. Dạ. Salam. 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 Salam tức là câu xin chào mà tiếng Chăm muốn chào đến quý vị đã đến tham quan đền tháp Poklon Virai ạ. Dạ rồi ạ, xin mời quý vị chúng ta có thể bước lên đền tháp. Dạ, Salam. Cảm ơn chị đó sao chị? Dạ, Doa Karun ạ. Doa Karun. Doa Karun. Quý vị đang tham quan đền tháp này với tên gọi đó là tháp Poklon Virai. Dạ. Nếu mà chúng ta đọc đúng theo tiếng gọi của người Chăm thì chúng ta sẽ đọc đó là Poklon Virai. Poklon Virai. Dạ đúng rồi ạ. Nếu mà nói về Ninh Thuận thì đây được xem là một vùng đất có nhiều người Chăm sinh sống. Dạ. Nên đến nơi đây quý vị sẽ thấy được nét độc đáo của văn hóa Chăm Pa. Chị, cái này hồi xưa phải, đây phải là cố đô của người Chăm hồi xưa không? Dạ, đây là cái tiểu kinh đô gọi là Panduranga. Dạ. Còn cái kinh đô mà chúng ta sẽ nghe rất nhiều đó là khu vực huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Quảng Nam. Đó là kinh đô Simhapura. Dạ. Mình còn sinh hoạt ở tháp này không chị? Ở tháp Poklon Virai thì vẫn còn tổ chức các cái lễ hội ở trên cái đền tháp này. Dạ. Ở đây thì quý vị sẽ thấy được ba cái cụm tháp. Dạ. Dạ. Cái đền tháp về phía đông đó là tháp cổng, cổng ra vào cho các vị thần linh. Người Chăm thì họ quan niệm rằng hướng đông là hướng của thần linh, nên đền tháp cổng sẽ quay mặt về hướng đông, nơi đón tiếp các vị thần từ biển đông vào. Hướng đông là hướng đây ạ. Quý vị sẽ thấy toàn cảnh thành phố Phan Rang Tháp Chàm, thì quý vị sẽ thấy đó là trung tâm thành phố Phan Rang. Người Chăm thì có ba tôn giáo, trong đó chúng ta sẽ nghe đến tôn giáo Bà La Môn, tôn giáo Bà Ni và đạo Islam. Thì trong văn hóa của người Chăm theo đạo Bà La Môn giáo, khi mất đi thì họ sẽ hỏa táng. Yeah. Họ quan niệm rằng vị thần lửa sẽ có nhiệm vụ đó là đưa linh hồn người quá cố về cõi vĩnh hằng. Nên đối với họ, lửa là sự hiện thân của các vị thần linh. Vì vậy nên chúng ta sẽ thấy tòa tháp lửa tại cái đền tháp Poklon Virai đây. Và rồi chúng ta có di chuyển đến tháp chính thì mới thấy rõ hơn về đền tháp. Quý vị sẽ thấy rằng chúng ta đang nhìn thấy cái tòa tháp chính với độ cao là 20.5m. Nói về đền tháp chính, một mục đích để thờ các vị thần linh của người Chăm, không phải lăng mộ của vị vua, cũng không phải nơi ở của vị vua. Đền tháp này có tên gọi đó là Poklon Virai. Poklon Virai là tên một vị vua đã trị vì vương quốc Champa được 54 năm, từ năm 1151 đến 1205. Và nếu mà quý vị đã đến vùng đất Ninh Thuận thì chúng ta biết được rằng đây là một vùng đất nắng hạn nhất cả nước và lượng mưa thấp nhất ở Việt Nam của chúng ta. Dạ, đúng rồi. Và vua Poklon Virai trong 54 năm trị vì thì ngài cũng có những cái công lao về chống giặc ngoại xâm. Nhưng cái công lao mà người Chăm họ luôn nhớ đến vị vua Poklon Virai, ngài đã khai sáng ra cái nguồn nước về những cái công trình thủy lợi cho đồng bào Chăm có nước tưới tiêu. Quý vị biết rằng ở đây có tên gọi đó là thành phố Phan Rang Tháp Chàm, thành phố tên dài nhất ở Việt Nam của chúng ta. Ở đây người dân Ninh Thuận họ hay nói đùa với quý du khách rằng gió thì như phan, nắng thì như rang, để cho thấy một thời tiết khắc nghiệt như vậy. Nên khi có những cái công trình thủy lợi vua Poklon Virai để lại cho con cháu sau này, thì sau khi ngài mất đi thì vị vua Simha và Manba, sự liệu mình gọi là vua Chế Măng, đã cho xây dựng cái đền tháp này để thờ vị vua Poklon Virai. Ngoài ra ở đằng sau tháp chính thì quý vị sẽ thấy một cái ngôi miếu nhỏ, đó là nơi thờ hoàng hậu vợ của vua Poklon Virai. Chị vậy nghe tiếng nhạc ở dưới đó là gì chị? Dạ tiếng nhạc đó là người ta đang biểu diễn âm nhạc nghệ thuật ở đây thôi ạ. Qua đó mình coi chị. Rồi ạ. Dạ được ạ, xin dạ, mời quý vị ạ. Dạ. Thank you.
dài quá. Hay quá. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Một biểu diễn của đoàn văn nghệ dân gian Chăm là nghề du lịch bầu trúc ha. Xin mời các bạn gặp gỡ với lại anh Đàn Chí Quyết, là trưởng ban văn nghệ dân gian Chăm là nghề du lịch bầu trúc, và anh sẽ giới thiệu cho chúng ta qua về những cái tiết mục vừa rồi ạ. Wow, mời anh ạ. Dạ, mời anh. Kính thưa các văn nghệ sĩ cùng với khán giả, nhạc cụ của đồng bào Chăm rất phong phú và đa dạng, là thành tố quan trọng để tạo nên phần hồn trong các lễ hội tín ngưỡng dân gian. Nhạc cụ của đồng bào Chăm bao gồm
bộ gõ. Bộ gõ là trống ghi năng. Và đây là trống pa đơ nưng. Đây cũng trống pa đơ nưng. Và đây là bộ hơi. Nghệ sĩ Đặng Thạch vừa thổi rất là tuyệt vời đó. Và đây là bộ dây. Đây là đàn ca nhi. Đấy. Và chiên. Chiên lục lạc và vân vân. Rất là nhiều cái loại nhạc cụ khác. Nhưng theo quan điểm của người Chăm thì ba nhạc khí chủ đạo là kèn Saranai, tượng trưng cho phần đầu của con người. Những lỗ trong kèn Saranai là như là phần đầu là miệng, mũi và mắt. Đấy, còn trống Varanung tượng trưng cho phần thân thể, tức là cái tâm của con người. Đấy, còn trống ghi năng là nó như một đôi bàn chân của con người, tạo nên rất là vững chắc trong cuộc sống cũng như tất cả các sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng của người Chăm. Thì ba nhạc khí chủ đạo thường diễn tấu với nhau, tạo nên sự hòa nhập thiên địa nhân. Cái bài múa vừa rồi anh là mình dùng cho lễ hội nào, cầu mưa hay cầu gì đó anh? Nói chung bài múa vừa rồi đó là múa quạt truyền thống của người Chăm. Yeah. Mỗi điệu múa đều ứng với một vị thần linh và một điệu trống nhất định. Quạt cổ truyền rất thông dụng trong đời sống sinh hoạt cũng như trong đời sống tâm linh của đồng bào Chăm, như lễ hội Trà Rây, lễ hội Trà Cành, lễ hội Bà Bóng, những lễ hội sự kiện của địa phương như lễ hội KT. Điệu múa quạt này rất là thông dụng. Dạ anh ơi, nãy em nghe có điệu hội lễ hội Bà Bóng hả anh? Lễ hội Bà Bóng. Bà Bóng hả? Dạ, là múa như thế nào vậy anh? Người Chăm thì có thừa câu thường gọi là có bà thì phải có ông. Có bà bóng và có ông bóng. Tức là bà bóng thì mỗi tộc họ của người Chăm, tùy theo tộc họ ít số dân hay nhiều số dân. Nếu tộc họ ít số dân thì chỉ có một bà bóng, và tộc họ nhiều số dân thì bà bóng là có, sao anh? Bà bóng là những người uy tín, những người sống rất là tốt. Trưởng lão á, trưởng lão á. Ý vậy em giang trong đồ là anh là bà bóng. Đấy, ông đấy. Bóng đó. Anh uy tín nhất, ông bóng. Được những người dân trong tộc họ để mà bình chọn lên. Đó là những người rất là uy tín. Đấy, sống tốt, đời đẹp đạo rất là uy tín. Dạ. Chọn để mà thực hành nghi lễ trong một tộc họ. Dạ. 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 Lại cho em hỏi cái hũ này á, là phải hũ hứng mưa không? Hồi nãy là vô bị nắng lắm, nhưng mà mấy chị cầm hũ ra là trời gầm, thì em thấy là mây đen kéo tới, sấm chớp đùn đùn. Là muốn đánh vô cái áo màu vàng đó. Đây là cái sản phẩm truyền thống rất nổi tiếng của làng nghề gốm Chăm Bầu Túc. Đấy, vừa qua thì như chúng ta đã biết là năm 2023 thì nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp. Dạ, em cảm ơn anh Quý với những cái chia sẻ của mình ạ. Bây giờ thì xin phép được nhờ các bạn của đoàn hỗ trợ thêm cho chương trình 2 ngày 1 đêm một tí nữa, là các chị trong nhóm múa thì có thể giúp cho 8 nghệ sĩ trong dàn cast và khách mời của chúng tôi tập một vài cái động tác cùng với lại cái lưu ạ. Chương trình chuẩn bị một đường like cùng các chướng ngại vật. Mỗi đội sẽ cử một thành viên hướng dẫn. 3 thành viên còn lại bị bịt mắt, vừa đội lưu gốm vừa vượt qua các chướng ngại vật để mang lưu về đích. Lưu ý, các bạn phải giữ lưu thăng bằng trên đầu mà không được dùng tay. Mỗi đội có thời gian 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Đội nào mang về được nhiều lưu gốm hơn là chiến thắng. Đội chiến thắng sẽ nhận được một quyền ưu tiên đặc biệt. Đặc biệt, nếu tổng số lưu hai đội mang về được 6 cái sẽ được cộng thêm 1 điểm vào quỹ điểm chung. Lâm ơi, của em nè Lâm. Lâm, bởi ngủ ơi. Của em Lâm. Rồi tập đi chị. Tập đi chị, tập đi. Không anh. Em ơi! Đổ mồ hôi. Em ơi! Đàng hoàng! Đừng! Hay quá Hiếu ơi! Bố hoàng là thấy vậy nè! Đúng rồi! Rồi, vỗ tay nồng nhiệt cho ban nhạc. Ngày hôm nay tụi em là 2 ngày 1 đêm tới đây để tìm hiểu văn hóa của người Chăm. Và cũng rất ngưỡng mộ những cái gì thuộc về truyền thống xa xưa của ông bà.
Và cảm ơn các anh chị một lần nữa đã đến với chương trình 2 ngày 1 đêm. Cảm ơn anh chị, cảm ơn cô chú. Quý vị thân mến, chúng tôi đang ở Ninh Thuận và đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Rocket 2024 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion.